Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều nay, đoàn đại biểu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi nhà giáo nhân dân, Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Tươi, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa. Đồng chí Lê Thanh Liêm ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng đối với những công lao đóng góp của nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Phan Thị Tươi cho sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Phan Thị Tươi là một trong số ít những nhà khoa học nữ có bề dày công tác và cống hiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng và nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung dù đã về hưu những năm qua bà vẫn cần mẫn đến giảng đường để trao truyền kiến thức kinh nghiệm đã tích lũy suốt một đời chắc lọc qua nhiều cương vị lao động công tác trong ngành giáo dục